Chào cả nhà buổi sáng nha. Chào nhà nha. Chào nhà nha. Chúc cả nhà có một buổi sáng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Hôm cũng mát thiệt chứ. Mà giờ nắng lên cái nó hơi hầm nha. Chứ nó hơi chói quá trời. Tại mình không có che miếng gì trên. Có miếng bột màng. Mình ngủ nướng chút xíu mà cũng nướng không được. Ướt mặt lên thấy trời chó la luôn nha ngủ. Thì chút xíu chắc mỡ lá chuối với mỡ lá lót vào trên nóc cho nên chắc cho nó mát và xíu. Cho nó chơi xuyên. Đây chỉ có chống gió rồi thôi. Thôi bây giờ mấy anh em sẽ thức dậy và đi thăm tay lướt có gì không nha. Hên xui nếu mà có thì sẽ làm món. Còn không có thì nhịn đói. Cái câu xì luôn anh con á. Có làm món. Có nhịn đói. Đù. Thôi thức dậy vệ sinh ngang miệng cái nhà ơi. Giờ đi thăm tay lướt nha. Ôi đã. Mất một cái rồi. Đã dữ ta. Coi thành quả nha. Rồi. Trời ơi, sao luôn. Phiếu quảnh canh tình ta. Dính gì ta? Sao đây dính xịt chứ ta? Rồi, không có gì hết trơn vậy. Nói buồn luôn. Hình như hơi mất cạn hay gì á. Rồi xong đỉnh đói không. Chưa tới phút cuối cùng. Lưới dài mà. Chưa phút 90. Phút 90 đâu. Ôi ôi. Ôi. Cười không rồi. Rồi. No luôn rồi. No thiệt rồi. Đổi phong thủy ơi. Đổi luôn rồi. Qua này đổi phong thủy ơi. Sao nó chìm nghiễm vậy mà. Rồi xong luôn rồi. Để có con cá gì nghe nặng ăn vậy. Cá còn khỉ mốc. Để hết lưới chi. Trời ơi cái lá. Chưa đâu, còn khúc nữa. Ở con ốc. Trời ơi. Cái ốc. Xong luôn. Rồi xong luôn rồi. Rồi ê. Mới thấy cái gì đây nè. Con cái thác lát này hả? Cái này hay vậy. Thác lát không? Thác lát. Cái trắng tư mà. Ủa cái thác lát bự. Ôi. Ê. Từ. Thác lát nữa nè. Thác lát. Hai con ơi, từ dỡ còn không? Hết chi? Ai biết không? Hình như còn khúc nữa. Còn khúc nữa. Khúc hả? Phải thấm ra gỡ đi trước đi. Gỡ đi. Còn khúc hả? Ngượng con đi, tính tiếp. Gỡ trước đi. Chù, có món nha. Ê, cái thác lát bự. Hai con hai mình rồi. Ừ, con kia nhỉnh. Ừ. Gì kỳ vậy mà. Chứ sao? Không, còn khúc mà. Đi khúc kia nghỉ. Ờ, khúc nào mà nhà giàu Úc ăn, nghèo Úc chịu nha. Rồi, chơi luôn. Mình còn tới lướt kia nữa mà. Trời ơi. Lướt gì? Chết quèo rồi. Nó mà bơi mà rồi. À, coi chừng ngay hai vợ chồng nhà ta đang dẫn nhau đi chơi nha. Chạy nó dẫn bảy thôi. Đó. Đây, hai em nha. Hai con. Hai y chang luôn. Còn nữa, còn khúc nữa. Còn một khúc nữa. Nghe ăn dọc chịu nha. Con nghỉ nhịn đói rồi nha. Kiếm con cho nghỉ nghỉ. Rồi. Thế nghỉ con cua. À có con cua cũng được. Nghỉ ăn con cua. Chết rồi. Có con cua vậy thôi hả? Rồi xong. Rồi con cua. Con ốc nữa nè. Có gì nữa không? Rồi. Rồi em có con cua nha. Rồi con cua nó cũng nghỉ rồi đó. Đang thăm tay lướt gì cái nữa cả nhà. Còn tay nữa. Cái lưới này đem lận đẳng nha cả nhà. Thua rồi, cút này giống mình nó trống quá là sao. Dính này tới đây. Dính này. Dính nhát rồi đó. Xuống coi nghiên cứu rồi, coi dưới sao. Con nhóc đứng đâu rồi. Dành cái lưới để đây đi. Không hờ
coi có gì không, dưới trướng luôn thật, khúc nẵng trống quá. Coi có cá sấu không? Dính coi có cá sấu cá đẹp gì không? Cá sấu kìa. Còn con cá quá sấu ở đây nữa. Thả lưới chưa? Chưa được nửa tay nữa. Từ coi chân dưới nha. Nó bị dính rồi, từ từ. Đây. Để đây chờ thành quả coi. Chiều nay hay là mai thăm coi sao cả nhà. Còn tay lưới này thăm cho nốt luôn nè. Đâu? Món ăn cả nhà. Đâu? Trời ơi. Trời ơi. Căng thẳng dữ vậy. Căng thẳng dữ vậy. Thấy con rồi đó. Còn cần ta dữ ta. Rồi xong luôn. Đói luôn. Đó, ngon quá. Ồ đây 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 đây. Thượng con cá sạc. Nó cắm đầu rồi đó. Cũng được, cũng bự. Bướm. À, sạc điệp. Coi 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 coi. Sạc cỏ. Sao chắc 365 ngàn cái sạc luôn á. Chứ sạc là sợ luôn hả? Đó. Đó, cái miếng nè. Đó, sao tỉnh lên. Ồ, ốc. Kìa, có con nữa kìa. Kìa, kìa, kìa. Con cái sạc nữa kìa. Sao? Ồ. Ây dạ. Chết là vậy. Chết không? Ờ, ây ây. Con sống, con sống. Ồ, tươi, tươi nha. Tôi không cần cái nước đâu mà. Nợ dưới nước rồi tưới gì đó. Đó. Rồi nó chết rồi mẹ, tưới nước, tưới nước, tưới nước, tưới nước. Ủa rồi. Ủa nó sống rồi. Ủa sống rồi. Thật kỳ chịu. Ê. 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 Chút nữa là nó sống luôn. Vô. Ừ. Trời ốc bự. Em không muốn. Rồi có nữa kìa. Ôi ơi. Trời ơi trời. Ơi. Quá giật chứ anh. Để lại đi. Đi qua đi. Nè. Một em nữa, con này bự nha. Rồi, đằng sau dính bẫy gì rồi. Ừ. Anh con cá. Không. Cá chân hả? Cái này hơi bự. Ôi, cá bự quá. Nghe bự quá. Ây. Chụp lại mới được. Kìa 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 kìa. Bỏ coi. Được rồi, được rồi. Wow. Khoan nha. Sao mấy sạc không bị chạy. Một bầy bướm rồi. Cái bằng cá sạc không nhỉ? Cá sạc xâm chiếm cái khu này rồi. Quá trời luôn. Ba con à, bốn con à. Nó bự nha, con nó bự chả à. Nè nè, con nè. Đó hả? Rồi, con cá. Con hai con luôn. Wow. Để hai con luôn kìa. Đây, đây, gỡ từng con đi, từ từ đi. Lấm đắng đắng. Dạ. Đủ. Hai con luôn. Ngon ngon ngon. Ngon rồi, bỏ vô thao cái. Dục cái là nhìn ăn luôn á. Vô, một em. Đâu rồi? Em, em, em. Ấy. Đó. Cũng được mấy em chưa? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ấy. 7 con. Mà bự không nha. 7 con bự bự không? Với 2 con cá. Ấy, ơi, con. 8 con luôn. Với khủy chót luôn. Ừ. Số đẹp nha. Ấy rồi. 2 con cá thắt lát với ấy, 8 cái sạc. Bỏ đã. Ôi con bự bự đúng không? Ừ. Thôi bây giờ làm món nha cả nhà. Vô đây cũng đủ ăn rồi.
đi hiên vòng rồi quay lại cái tính lên lên bờ từ dở dở lên thử dính mấy con nè. Đó. Nó mình động á mà. Mình động nó chạy á. Ừ. Động nó chạy á. Cái cái sặc này nó dễ dính nữa. Ừ, không lẽ giờ mình đập nữa hay ta? Đập là dính hồi chắc bộ luôn á. Để làm khô luôn đi. Khô. Khô cái sặc. Cũng ngon á. Được á. Có đủ đủ đâu mình làm khô. Cái này bự bự luôn à. Làm con được rồi. Hai con đi. Ừ, hai con, ba con đi, thằng con. Nãy nào nó canh khô nha. Của nào giữ đúng không? Ừ, dạ. Rồi. Ở đây nữa nè. Có dính nữa. Ui. Chú lầm. Cái này rồi. Đi. Đây. Còn nữa không? Kệ kệ kệ. Dính thôi, dính vậy. Trời ơi, đã chứ ta. Mày có không? Thôi đi. Cổn thôi. Nè. Ôi. Ê. Trời ơi. Còn nữa không? Trời ơi. Hết rồi. Mày gỡ lần đi. U ba con luôn. Trời ơi. Con bự bự không có nha. Cái này con bự bự luôn trời. Đi vòng vòng đập luôn còn giữ nữa. Đi quậy đi. Quậy độc sinh luôn hả, nó cho lưới à. Ừ. Bị chích hả? Chơi đây còn con nào hên hên không? Dở cao hơn hết thấy. Quay lại nữa mày. Nhi. Quay nữa coi nhìn dính nữa đó. Đi cái chục vòng nghe được rồi. Mấy con nữa. 2, 4, 6, 7 con nữa, 15 con rồi trời. Đã chứ ta. Thôi lên bằng cái nha. Chạy nó dính nữa, dính là chờ tiếp. Đâu muốn cộng gì đỏ chị vậy? Mày đánh chặn cái gì vậy? Giống thật lô quá ừ. Bây giờ mấy anh em sẽ bẻ rau muống nha. Ui ui. Thầy đánh trận, nó đánh trận trời bùm. Không. Ôi ôi. Đột kích bất ngờ. Rồi, ôi. Văng quá văng nha. Chú không? Chú dễ chúng đâu? Chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Nè nè trước rồi cả nhà. Quá trời mua bom bảo đạn quá trời. Trời ơi, qua tới đây luôn hả? Mày trời về vô cam rồi. Chơi vậy không được nha. Cam gà bất tử mà. Thôi được rồi, mẹ không muốn được rồi. Chạy ơi. Bây giờ chơi được rồi. Thiệt khổ quá mà né đạn thôi cũng mệt nữa. Ôi. Trời ơi bay vô cái điện thoại lỏ luôn á. Bây giờ mấy anh em sẽ bẻ con muống nha. Nãy giờ không biết bẻ gì luôn cả nhà. Bẻ con muống, bẻ xình, bẻ đất. Bẻ những cái đọt con muống. Ăn gì vậy? Wow. Xào ăn. Còn màu đẹp ha. Ừ. Sao này đỏ tươi à? Muốn ruộng. Cái con muốn có nhiễm phèn không mà. Không biết nhưng mà đỏ chứ. Tại đây, có con muốn ăn được rồi. Cái gì thấy phèn phèn nó đỏ đỏ, cái nào chân phèn nó cũng đi nhiễm phèn. Ở có cọng mạch lù không con? Ừ. Non bút một bột luôn chứ. Mẻ mới nha cái nha. Rồi. Ta chinh chinh không đậu đi khổ thân gì đâu lá mình xin ơi mày nè mày chạy không chạy vô anh thàn đất luôn à. Chưa kịp ăn cá ăn rau gì ăn đất rồi. Đất rồi thôi tao tao công nha. Có gì chứ phải đề phòng mày chứ đề phòng. Tao có gì đâu.
đấu hết sức là căng thẳng. Hai bên đang giằng co người dính đạn camera luôn. Ủa sao, sao lặng bên đây không vậy? Đế nế dùm đi. Trời, du kích, du kích. Trời, dính đạn từ lơ luôn cả nhà. Ôi dồi. Du kích. Né ra trước cho chắc ăn. Đây là mặt trận tiền tiến. À, quân xanh và ở quân đen và quân sọc. Quân đen và quân sọc đang đấu với nhau. Để bốc xin không? Hai bên đang nghỉ mệt và đối chiến chiến lược rồi. Đánh nó phủ đầu, nó tự bị quân đen rồi. Rồi. Phủ đầu nữa rồi. Chạy rồi. Chạy rồi. Chạy. Tắt mày luôn chạy. Những phát bắn liên tục rồi. Hai bên đang nhận co, không biết chừng nào mới có đồ ăn ăn nữa. Được như đây cá nha, quá trời nhiều luôn. Tính ra cái sạch đâu con nào nấy bành bành không nè. Bá bá không với hai con cá thắt lát. Công nhận con cá này nó xuống nó xuôi gì đâu á mê. Sống còn yên mà chết còn bị lát nữa. Tá tuổi rồi, tá tuổi rồi. Ừ, nó chết nó cũng lát nữa. Đây bây giờ sẽ chiên cá nha. Cũng nhiều lắm chứ. Bây giờ sẽ chiên chua ngọt một dĩa luôn. Chiên lỗ mẩy. Chiên tươi. Chiên tươi, ăn nước mắm chua ngọt. Lộn đi, chiên chua ngọt. Chua ngọt. Mới tính thổi là chua ngọt là gì vậy? Chua ngọt ăn nước mắm tươi. Ờ, đó, đó. Tao bơi kìa. Đâu bơi đâu chứ à? Bụng rồi kìa. Nó thình cái bụng la lai. Đổi luôn đi. Thôi sắp xếp cho đẹp đẽ. Mày đứa mày gấp gáp quá à. Ủa mày đói hả? Ừ. Đói dữ lắm chưa? Không có. Dạ. Ôi. Ôi. Đói dữ chưa? Điên cá như cái đòi luôn mày. Này nhiều dữ đó. Quá trời. Bích chảo luôn rồi. Rồi, rồi luôn. Còn, nó còn sống. Sống nó nhảy. Bỏ vô đi. Ê, đâu được. Không có trứng nữa đi. Nè, con này có trứng rồi nè. Bỏ vô luôn đi. Hồ trứng nhà một chảo luôn hả trời. Đâu ít đâu. Rồi. Rồi. Bây giờ mấy anh em sẽ chiên cho nó giòn lên một cái nha. Là nước mắm chua ngọt. Chả ốc Mỹ luôn. Khỏi nổi luôn. Ê, cá chín rồi nha. Ui, cả luôn. Thì đóng như thổi gì thổi ăn luôn. Đó. Mày thổi thử, mày thử tao coi nè. Ăn nóng gì? Trời. Giờ làm nước mắm làm thổi tới chị luôn rồi. Mà nói ăn sáng chứ ăn sáng gì đâu. Ăn trưa luôn rồi. Xế luôn rồi còn gì nữa ăn trưa. Ngồi nãy giờ giỡn. Giờ đó khổ. Thằng nào cũng nấy đó bụng ốc. Mời mày ngồi đi đây nha. Chưa? Ngồi đi. Chưa? Đi, điên điên. Ăn đi ngồi kia. Đố ăn gạo đào uống thuốc. Bữa nay ăn gạo muốn trừ cơm luôn. Quá trời gạo muốn không. Ờ à, bây giờ sẽ bỏ vô tỏi. Vậy gạo muốn trừ cơm thôi em sao? Em ăn cơm nha. Gì? Không có đâu. Này phải đi kèm với cá chiên. Thì ăn cùng với cá chiên. Tỏi vô chương xương thôi. Lửa nó cũng được mạnh nha. Nấu cái nồi cơm nó thiệt cả nhà là trần ai lại khổ luôn á thiệt. Nồi cơm phải giao cho anh Tấn nấu. Ừ, ăn cơm anh nấu không? Rồi nghỉ đi. Sao vậy? Sợ hai thằng luôn rồi chứ không có mình thằng đâu. Cơm cái nào không có ngon. Rồi vô. Ấp cái lô. Tại vì xào mà. Vô. 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 Trời ơi. Ăn nhiều lắm á. Chợ nhỏ chứ hả? Rồi rửa mấy đây là không thiệt rồi. Rửa. Đây. Ấp tấm lên. Mì chọn nha. Ừ. Coi chừng trái. Trời 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 trời. Cái này tẩu ít quá. Về được rồi ông cố ơi. Mày quất tới năm khúc cũ luôn hả? Ừ. Mày hồi nãy lộng mấy con cũ thử hả? Mày ăn trừ tà ai vậy? Ừ. Chị bùa. Ai bùa mày? Đây ai bùa mày? Bùa không? Hả? Luôn nha. Hạt nêm. Nè nè. Rồi. Đúng. Ở bột ngọt. Bột ngọt. Bột ngọt. Ừ. Muối. Mua. Muối ông cố. Nói lộn luôn rồi. Hả? Đúng. Nước mắm.
Này đúng nè. Chị dâu. Chị dâu. Ngon ngon ngon. Chưa ăn hả? Chưa biết ngon không? Thấy hẹp rồi đó. Chưa vậy chân tao khoái rồi muốn xào à. Ôi, muốn cuột luôn á. Dạ. Cuột mày thì cuột xào. Cảm ơn nha. Tao ăn tới rồi, tao ăn tới rồi. Lên dĩa. Nó. Rồi, nó bụng rồi đây. Đang đói không? Làm sao mới được. Sớm giờ chưa ăn gì. Vô vô vô. Ngoài. Đây là dĩa nước mắm làm. Ờ đổ. Đổ cái khỏi ăn luôn á. Rồi. Mà cả nhà ăn miếng nha. Trời ơi giòn. Ôi trời. Chán nước mắm rồi. Đó. Rau cũng vô cái. Trời ơi trời trời ơi. Trời ơi. Nghe rộp rộp luôn. Mà cả nhà nha. Mà đang có bụng luôn. Ai luôn á. Mở nhà nha. Wow. Chút xíu đi làm tay lưới. Nếu mà không có thì giờ tay lưới dùng đây luôn nha. Mới có dự định mới. Thì mày có cái thật. Nhưng mà tay lưới kìa không biết cái thật. Nó cái bự không à. Ngon thì đâu trời. Sáng thì thăm tay lưới xong đi dân lại xong hai thằng giỡn. Nghĩ cũng giỡn chung rồi xong luôn. Tới giờ mới có ăn luôn. Không giỡn ăn sớm rồi. Chứ hai anh giỡn em làm gì? Giỡn cũng giỡn ké luôn. Không chịu chứ sao vậy? Vô vô mở nhà không? Trong giờ này ta ăn ngon lành xong ta nằm giấc rồi. Ngủ giấc rồi. Chứ mình em là được gì đó. Thì đâu làm đồ ăn trước đi. Ừ đúng rồi. Ồ cái này để đúng em làm cho. Không làm cũng được. Cái bằng cá làm trước đi. Không em kho thôi. Em kho em chiên đồ cho. Biết cái biết mấy cái món mà kiểu bóng đêm à. Vô vô vô. À, mấy món rau muống thì tỏi đen với rau muống đen là được rồi. Một lấy nha. Đây là món ruột luôn. Vô. Nhiều khi nó đơn sơ vậy mà nó ngon cực luôn á. Ngon. Ngon thật ngon. Tại đối á. Tao nói ngày mai hai tay không có nào dở nổi chứ. Nắm đất chọi ốc cốt vậy. Mà nãy giờ ai chọi hết sức rồi giờ có cơm ăn. Mới nghiêng làm cho mình ăn lại. Ừ. Ngươi muốn chọi mà. Mà ba hẳn làm kìa. Làm sao đưa tay luôn. Cái gì? Nghe đưa tay kìa hả? Hết đứng vô chân hả? Thẳng cẳng. Cái tay nó dõm lên. Cái đứng nó thẳng cẳng vô tay cái rồi luôn. Chết luôn á. Rồi chết thiệt hả? Không, tối ngủ lại im lắm. Không có cảm giác có gió gì. Che bít bụng cho rồi. Tối ngủ phải lật lên chút xíu nữa. Thành hầm á. Ngủ rồi lật lên nè. Cho gió thổi lòng cho nó mát. Này nó mốt sẽ dùng những cái băng co á, có thể làm một cái nhà trên cây không chừng. Đúng. Cái nhà thích á, nhà like cho mấy anh em nha. Có còn mát dữ nữa, lần cây mát dữ nữa. Cái đâu phải mua thêm nữa. Mua chắc có mấy cuồng nó mới đủ á. Tại ba người lận. Đúng rồi. Nghi chắc có 5 cuồng quá. Ờ nghi có mười mấy cuồng á. Hơi ít. Anh hai em cũng không ít hơn em mấy đâu ha. Có chừng hơn. Chắc hai mấy cùng. Mình nhập đại lý về luôn đi. Nhập về xỉ lẻ luôn. Mình xài không chứ ai xài. Ừ. Ngon quá. Quá đã rồi. Còn nhiều cá lắm cả nha. Hết chén luôn rồi. Này rất là ngon hơn ốc bột không? Quá đã rồi, ngon luôn. Đô luôn nha. Đó. Ngon lành ngon lành. Ủa biết ăn cá nữa hả? Đâu biết đâu. Nè. Không quên nãy nay nay Vinh Tuấn nói mượn con cá thác lát mà. Ừ mà. Ừ. Để dành chưa ăn, để dành chưa ăn. Cá sặc của em. Thôi nghỉ đi, quốc thử đi. Nè. Kèm nóng nè, vậy thôi để cái này trước đi. Đức, uống Đức. Lát trước đi. Ơi, tao ăn nguyên con. Thằng ơi, tao hơi có đâu. Trời ơi, đã chưa hả? Ăn thử coi. Ăn coi chừng chương nha.
vô cả nhà. Mà cả nhà nha. Ui. Ngon. Nhưng mà hơi chua thiếu mà. Tí tí lưỡng nha. Mà cả nhà nha. Ngon lắm cả nhà. Các lát mà có mình bào ra mình nấu đã. Không, đó là chỉ ăn đã cá thôi, chứ ăn con đó. Đúng rồi. Thì bào ra. Làm chả ngon. Cái nha. Trong nhân trong mương đây cái sạch đẹp nhiều thôi chứ. Nó là bự bự đúng không? Đúng rồi. Chiên đồ ăn ngon thiệt chứ. Êm thiệt. Có gì ăn hoài cũng đã nha nha. Đúng rồi, có cái sạch này nhiều nhiều ha. Thôi. Là muối phơi. Còn khô. Ngon. Hết sảy luôn rồi. Rớt rồi cả. Có bự bự thôi mà. Gì vậy? Chuồng chuồng. Chuồng chuồng bãi nắng thì nắng, bãi cao thì nắng, bãi thấp thì mưa. Rồi tính tiếp. Ủa đã. Bây giờ mấy anh em sinh tồn mà xong là gần Tết luôn rồi đó. Còn mấy ngày nữa. Mấy ngày nữa. Mấy ngày nữa tới Tết đó nha. Mà kỳ lắm cả nhà. Sao giỡn mệt quá. Tốn thời gian mà mệt thiệt. Đang có mấy hơi mà mệt. Đấy, cung luôn á. Mà ăn ngon hơn hẳn. Đúng rồi. Lẽ mời giỡn tiếp chứ. Thôi nghỉ luôn đi. Mà không biết giỡn tay nổi không nữa, đừng có giỡn. Mà tay giỡn lên luôn rồi. Trời. Nó chỗ tay lắm á. Ê, ba ra luôn rồi. Nó là vô miếng tỏi này. Thì kiếm gì ăn người ta. Có bắt là có ăn à. Có làm có ăn không? À. Tại nước giờ nó cao lắm. Thế mà kiếm cá cạn cũng hơi cực. Lúa bây giờ hiện tại nó vừa vừa à. Chưa cao không? Nên nước người ta để trong lúa đặng người ta giải phân á. Nên người ta có thả ra. Quá đã luôn. Được rồi. Cái vậy nha. Ăn có thật giòn. Mấy ai không? Được rồi. Rồi. Khấu đỏ. Nói chung thì em cũng nghe một số anh chị bình luận là nên rút ngắn thời gian ăn lại. Thì nói em xin phép cả nhà thì sẽ rút ngắn thời gian ăn lại nha cả nhà. Đăng cho clip săn bắt đồ này nọ nhiều nhiều cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ mấy em ăn chút nha cả nhà. Thì ăn uống xong cũng nghỉ ngơi đừng lát rồi cả nhà. Bây giờ sẽ đi coi tơ lưới có dính gì không. Mà có dính hay không cũng đem vô bên hướng bên kia đặng văn nha. Chu kỳ cá nhiều hơn. Không biết có dính hùng nữa tao không biết. Tao nghĩ là dính cái sặc nhiều hơn. Nhưng mà cá này không dính cái sặc. Lưới này không dính cái sặc. Vậy là chẳng đói nữa rồi. Thì giờ tay lưới sẽ đem vô dung trọng và đi đập. Đập nước giống thịt là lùa lại. Lùa lại cá. Người ta nói là thằng Tấn đi lùa cá sặc. Con vợ ở nhà lắm. Nấu bình chua. Lắc cái gì cậy. Rồi. Chút xíu mất chống luôn rồi. Chút nó vô mánh rồi. Chút xíu vô mánh rồi. Đó con ốc nè. Đâu? Dạ. Trời ơi. Chạy không đó. Thấy gì nhiều quá mới dở thử khúc đầu này không tính gì nữa vậy đó. Thấy không luôn. Sao cái mương này kỳ vậy trời. Thấy cũng có cá ụt mà sao mương này kỳ vậy. Trời ơi. Chắc không lẽ bố 6 ngày sinh tồn đi ăn cá sặc không hả? Vậy rồi. Trời ơi, có đường dài luôn kìa. Ôi. Yêu rồi. Không xong rồi, không ổn rồi. Không xong rồi, đại dương ơi. Đại dương kêu ta đi tuần tra. Ở đó làm cá cho. Cá đâu? Ở đó làm cá chui vô. Chui lưới. Làm đi, hồi lên mần luôn. Cá hơi lâu à. Cá này muối muối là ăn 6 ngày có đủ dư sức luôn á. Không mà xương cá này xương không mà nấu xíu quách được.
Ồ, nấu xí quách với nướng cạp đâu. Cái hiêu của tình rồi đó. Cái gì vậy? Ấy, có cái gì vậy? Chết không? Mày tung tin đồng nhảm không ơi? Tao mừng hụt không à? Từ từ. Ừ. Rồi đi. Rồi, ghét rồi. Quá ghét. Ngát hồi mình nó đập sao? Ghét chữ người ta. Đi. Đi. Nhưng mà là cạnh giống mình zombie vậy. Chỉ biết đi. Dính rồi, từ. Đi. Rồi. Một tay lưới mới. Bây giờ thành gì rồi? Rồi. Này không biết có không nữa. Nhiều không? Dân đại nhiều lắm. Đi vòng đi. Mỗi lần sinh tồn mỗi lần nó có đề lưới. Phải lưới này dính cá gác nó không có dính ha. Cái gì nào. Dính được không? Nào có cá hay dính. Ở có cá con nói gì không dính cá mà còn dính gác nữa. Lỗ. Ta lưới người ta xài tới mấy năm trời. Ta lưới người ta xài thôi. Mà chiều kiếm mấy con lịch. Chủ yếu mua lưới đừng lấy lịch thôi giống như vậy. Ta mua vàng mua đồ lấy lịch, mình mua lưới lấy lịch. Đi nữa đây. Gì vậy? Nó không cắm cái cây ngang đó. Cây sao đi? Đi đâu nữa? Ôi cái đó đi. Đi ngay ra đi. Cái này cái cây. Rồi bây giờ sẽ cột ở đây. Rồi sửa lại tay lưới cho nó kéo qua kéo lại nha. Nó dễ dính.
em sẽ mò những cái con chan chan này nha, chan chan hột xoài. À, mò đâu quần mò lẻ vậy cha, thì có mò dính nào chưa? Chưa. Rồi mày có biết mò chưa? Không biết. Mò hướng con có coi chơi à? Trời trời, để đợi đợi đi. Xin đi. Ghê vậy? Thấy không? Bắt những con chan chan này nha, thấy không? Cái gì vậy? Không. Ta mò từ từ thôi. Nè, con còn không? Chứ là nên yên. Nè mày, nói chưa? Có rồi. Thấy không, vậy là không dính. Biết mò ai, biết mò ai. Ôi ơi. Anh ấy biết mò ai. À, nãy là xui thôi. Xui thôi hả? Ừ. Đây đây. Đó. Mấy cái con này xào xả ớt cái trời ơi, ăn bá chí luôn. Đến ngày những con này cũng khó kiếm lắm. Bây giờ hầu như kiếm những trang cờ rồi đó. Nè, con đó nè. Nè, nó lòi thịt vậy không? Cái này mà nướng ăn chắc đã lắm ta. Ừ. Tao không chuyện được chứ. Nè, nướng cái mỡ hành đồ. Tao mới mò con mò dính mấy con đó. Ở đây nè. Nè. Tao mò con chỗ tao có, mày đi đâu xa gì? Ở đâu có con chỗ. Từ từ thôi, mò từ từ thôi. Cứ từ từ. Nè, thấy không, lòi thịt ra nè. Nó mấy con này nó tươi nguyên chất. Nè, em cũng có nè. Có ốc. Vô luôn. Đây. Chứ đi ở giữa khó đục. Nè, đừng con nữa nè. Con gì mà gồng dữ hả? Sống chết la, sống chết ta. Ê, còn sống mà gồng dữ vậy. Nói chung là không biết là nó có phải là cái con chim chíp, con chan chan hay là con dẹm, là không biết tên chính xác là con gì nha. Nhưng mà thấy là con kêu bằng gì á, cái giò đâu đây, giật mình ông nội ơi. Nè, cái loại thịt ra mập phù lưu luôn. Có khi là tùy vùng miền khi kêu là khác nữa. Ôi mập. Có không lặn dưới ba? Thấy cái bò cái ống lỗ cái hang á. Ờ, cái ống cái lỗ cái hang mày mò cái gì lỗ dữ à. Mò cái giống gì dữ à. Thì những ngày đầu tiên thì cho nó nhẹ nhàng thơm khói, những ngày sau thì nhịn đói cả năm giống mèo luôn, để mèo đâu luôn. Mò từ từ thôi bố ơi, bố ơi, bố cái mò chậm chậm thì có là bố nè. Anh mò nếu mà có sót lần sau còn ăn nữa nè. Nó tự nó đẻ, mấy con nhỏ nhỏ nó đẻ ra nó bự lên ông ơi, bắt hết lấy đẻ. Này mấy con nhỏ nhỏ đâu thả nữa không? Ê, quắt mấy đó. À, quắt hết rồi. Đâu mày. Bắt hết rồi. Nè. Chưa, mập thù lù luôn á. Bắt đã lắm ta. Thấy hồi nãy là xuống dưới đây cái tự nhiên đạp dính nó là thấy tới rồi, tới rồi. Có món rồi. Có món liền. Ơi sao bé dữ vậy? Đâu, bắt luôn. Đây. Nó nằm mấy cái chỗ đất cứng á, cứng cứng nè, nằm sát sát bờ đó mà nó cứng á nè. À, lòi thịt trời, thấy thịt là ngon rồi đó. Con này cũng gọi là thịt nhiều hơn hến rồi. Ơi à, thịt nhiều hơn ngọt không? Ngọt. À, le lưỡi à, có le lưỡi nè. Trời ơi, vậy khỏe rồi, hết sợ rồi. Bên em có không gì cho vậy? nhiều đồ lắm. Tại mày mò không dính ơi. Không dính. Để tao mò thử một lần. Tới bên này. Ê, có nè. Nè. Ê, rồi. À, mò lại lần sau. Mò lần sau mà có kìa. Tại mày mò. Ê, chưa mò. Chưa mò đó. Ê kìa, đi qua rồi mà chưa mò tới là sao? Mày mò con gớt rồi. Trời ơi. Mày đi tung tin đồn lên ăn chơi người ta gọi vậy. Nè. Mò lại phía sau. Mới mò dính con rồi nó gớt rồi. Này nha, mò lên nữa nè nha, kế tay mình luôn nha. Có một con nè, nó gớt rồi, nó mới mò dính con gớt rồi, rửa nó gớt rồi. Trời ơi, cứ dịch nữa. Mò kỹ kỹ á ba ơi. Ừ, tao mò nãy giờ nhóc bây giờ mò có một con hai con tới tối chưa có ăn nữa. Nha, nó bước qua lụm liền. Mấy con này đựng cái đã nhìn mê ly lắm. Này mà để ha, nướng xương mà làm nước chấm nhức răng luôn. Ai được miếng nữa thì cũng ngọt, thịt nó ngọt lắm. Nó ăn xong giờ nghe đói bụng nữa ta. Món độc không à, độc ăn chết mày.
Chết đâu, chết tao chịu cho. Mày chịu hả? Ừ. Mày ăn thuốc độc rồi chết. Rồi chịu cái gì? Chịu quan tài. Chịu quan tài thằng cái gì? Ba thằng nữa. Từ từ thôi, mò nhẹ nhẹ thôi. Hay hay chị, có chừng nằm nhóc chân luôn nè. Con này mập đó, út cục không? Nó có chừng sống thiệt, chịu quan tài mà chịu 200 đi đám á. Nè. Ồ, con ra bự gì vậy ta? Con vừa bá luôn. Bự thôi. Nó cũng được mớ nè. Vỗ xuống năm cái vậy. Cái mò cái tháng trời mới được con nó thải lên, nó la thiệt chứ trời. Nhóc chân rồi nè. Dạ con đi cái đạp luôn rồi trời. Tổ nó miễn chứ. Chứ không miễn vậy. Nè nè, nhóc chân á. Con này thì đựng cái là không có lấy nước được nhiều. Chỉ có lấy được có lấy được vỏ thịt nhiều thôi. Từ lấy vỏ với thịt thôi. Vỏ là tính làm gì? Vỏ làm thủ công mỹ nghệ. Yên cái thịt cái máy cắt điện đẩy tới để luôn rồi. Ê, cái quần đâu? Ê, dính dính con ốc vô vô chứ á. Ốc đó dưới biển có, đây không có đâu. Đây. To là đây hai con lừa luôn. À dạ. Gì ba? Bắt đuổi đó mày. Chơi mò nhau. Đây. Tao nãy giờ tôi chưa thấy nó la làng con nào nữa từ nãy giờ. Đây nè. Mày thấy bợ không? Mò sát vô bợ kìa nè, đó, sát vô luôn. Mày sát vô mấy bợ luôn. Đưa lú cái đầu ra. Không, nó cắm cái đầu xuống đưa, nó đưa lên. Đó, nó đưa cái đầu một cái phần cơ thể này ra. Mày mò sát vô bờ luôn, là mày đụng vô tại nhám nhám là nó đó. Lần đầu tiên làm chị cái. Lần đầu tiên mò chim chép. Mày thấy vợ anh đậu. Ê, cái quần con nào cho cái gì? Nước vợ anh đậu á, của con đen á. Nè. À, vợ con đen đúng không? Con đen. Đen, vợ con đậu. Đen đâu? Vợ con đậu là con đen. Con này là đen. Đen mũi luôn. Chồng con đậu. Tính ra ra gì? Ông vợ chồng là đường. Chồng là đậu. Đường đường đi. Đậu đen. À, có món liền. Chè. Ôi. Nhìn gì nữa? Trời ơi. Nửa tháng trời. Đưa cho nó mò chắc năm sau nó có ăn quá. Không tin là không có ăn á. Đây đây nhóc chân nè Tướng ơi. Đâu? Nè. Có bự bự không nè. Không nói gì vậy. Đứng. Đổ bên đi. À, đổ bên thử đi. Ôi. Đổ bên hết nói rồi. Hết cái để nói. Đó nó xui sợ. Nè. Mò sát cái trên. À, nè đây nè đây nè đây nè. Đây, nè có bự bự đây không? Như hột xoài luôn á. Rồi. Nè mày mò sát trên bờ này luôn nè. Có không? Ừ. Vậy là có. Nhìn mấy bờ luôn nè. Biết chừng nào mới có con. Nằm sát mò sát trên mấy bọ này luôn nè. Không thì muốn chắc ăn mò trên xuống dưới mò quơ tay nhanh nhanh. Ừ. Mò trên dưới mò trên nè. Rồi để lên trên để lấy cái máy cào xuống cầu. Thiệt nhiều lắm nè. Cái này không là đâu xa đâu. Đừng đụng là biết liền à. Đụng mà ổng có nó gì. Nó ló lên chút xíu à. Mà Tính nó chỉ cần nó mò phớt qua là nó mất liền. Đấy, thấy cái cậu rồi đó. À, làm như cá vậy ta. Người ta đón dính sao không? Ờ, không? Ngon ngon lắm. Nó dính không? Mình theo. Thôi. Dạ. Đạp chúng ai hả? Chờ em á. Con cá gì bự gì cho bó. Con cá ai yên á. Giật mình. Tướng đạp cá gì bự dữ vậy. Nè đây mình Tướng ngồi chưa? Chưa. Chưa hả? Thấy không? Làm nhưng mà không có vậy qua đổ bên nó có liền. Ôi chết bà con ấm xuống rồi. Lầm rồi. La làng lắm. Cái con đó. Thế mình tiếp lầm rồi Tướng này. Nè. Thấy không? Đổ bé gì bắt hết đi. Nè. Ủa sao cái này nhỏ nhỏ không ta? Nhỏ rồi. Rồi bỏ vô đây trước đi, hồi nhỏ tính sao.
Đánh cá dễ mà ta. Dễ không? Dễ hết á. Hên á. Sát á, lùa sát vô đụng cái biết liền à. Nó khó hả? Mà chân chết nó đen nó rớt cái quần mất tiêu. Lùa phải lùa trên xuống. Mẹ chồng lụm được cái quần. Tới tối cũng có ăn hả? Mò hết khu này được á. Chắc đầy thao luôn quá. Mò tới tối cũng có ăn hả? Sao đụng ốc vậy đó? Con bự chán luôn. Le lưỡi. Vô tình được biết kiếp. Mình đã có không tính? Không. Kinh đất luôn. Thôi có không? Bây giờ rồi. Mấy là sao? Lại luôn. Trà trưởng này Tuấn ơi. Đây, vẫn gần cái thao á. Quá trời luôn mày. Nhiều chỗ. Quá trời quá đất. Mũi cắn quá cắn à. Cắn quá. Chịu không nổi. Trong ba cái cỏ cam đủ ra cho. Chứ mò nữa là còn nữa cả nhà. Mò còn nữa. Cái này rửa luôn. Đổ đi đi. Ba anh em mò hết sức. Cắn quá trời ơi, nó nữa. Cắn giờ giống thịt mấy con cũng không nha. Tôn anh dạ. Dạ anh Tôn. Dạ anh Tôn. Mưa gì mất mẹo trời. Ông nội mày đây. Mưa gì mất mẹo trời. Mày hót mèo đó hả? Lật đóng mèo cái. Ngứa hết cục luôn cái nhà. Ôi, lại. Sợ. Tắm luôn rồi. Thống ra chạy một cái nha, giống như tà tống ngon vậy. Bây giờ mấy anh em sẽ tắm rửa chút xíu. Rồi rửa còn cũng như ngâm cái này cho nó ra sình bớt nha. Giờ sẽ để lá cách nha. Đã dưới ta. Dưới ta. Lệnh mà lâu lâu có mấy con mũi nó lại nữa. Cảm giác thật tuyệt vời. Anh non ghê à. Bị ngon luôn quá. Gì không cứu nổi. Giật mình ba. Lâu lâu mũi nó cắn như vậy. Ây da. Cái gì vậy? Cái đâm. Trời ơi trời. Hai người mà không được dạ. Còn vậy. Cái đâm. Trời ơi nó. Rồi thằng kia nó tưởng nó bỏ cái gì bắt cái kiến vàng. Trời ơi. Hai người mình dính luôn á. Vừa bị kiến vàng vừa bị mũi đó. Tao luộc mày quá. Này lá cách cũng phải bị nhiều luôn cả nhà. Thôi quá trời. Còn cái đọt bên đây nữa nè. Đó nữa kìa. Đâu nhìn trời. Ăn quá, uống gì nữa. Quá trời cái nồi luôn rồi. Nồi đâu? Cái chảo luôn. Cái chảo cho bá rửa cái nồi. Nó lộn. Cái chảo. Cái nhà coi như đây nè. Người ăn uống gì nữa. Tham. Chứ hồi chắc còn như đây á. Không nhiều. Tại vì thịt này chứ không phải như hến. Hến thì nó teo là có chút xíu à. Còn này teo lại hơn chút xíu xíu. Xíu xíu chút à. Nói chung là cái thịt nó cũng nhiều lắm. Bắt quá nhiều ơi. Đây cũng hơi bộn á. Bây giờ sẽ nấu cho nó mở nắp ra. Rồi sẽ lấy thịt của nó ra nghiền. Thèm mát quá. Chín rồi nha. Nhìn đã ghê không? Nhiều ghê á. Mờ lem. Giờ sẽ chế ra đây. Đang lấy nước ra làm luôn nè. Lấy dạ. Thơm. Rồi bích cái đầy cái thao luôn rồi. Ôi trời. Nước thơm. Cái này nó không có giống như những con hến. Mà vớt được con này phải lụm từng con từng con. Đi hồi điểm như con nha. Rồi. Mất con nào là mày ăn không cho ai vậy. Ơi. Đây ba thằng con mình tao ăn. Con gì nữa? Nước này để cho nó lắng xuống rồi nấu canh. Trời ơi, cái gì chịu nổi. Rồi. Rồi. Mập lù luôn trời. Nè, ông nói mập thù lù luôn á. Để kiếm mấy con nào bự bự ra. Mấy con nó hình dáng vậy nè.
nhiều lắm á nha. Mở nhãn con đi. Thôi, con lát ăn rồi. Giờ ăn này nó dễ bị nặng bụng lắm. Tối về ăn mấy con này nè. Chứ dễ bị đau đầu lắm. Nhức đầu nữa. Dễ bị đau lắm. Chảy máu đầu nữa. Bị đập á chứ gì vậy. Nó nhiều ghê ta. Con này không như con hến. Nhiều lắm. Thịt nó nhiều. Nhiều nữa. Rồi. Giờ sẽ lụm ra nha. Đếm nhiều, đếm nhiều con chưa? Chưa. Con khỏi đếm. Khỏi đếm à? Ừ. Thì là mày không đếm không? Khỏi đếm. Rồi, tao cũng không đếm luôn. Thôi hồi coi còn nhiêu con nha. Bây giờ sẽ xào xả ớt nha. Mọi người sao bay đầu đất luôn đi. Vô tỏi. Xả ớt luôn. Cho ông phát mộng luôn. Trời ơi. Đổi rồi. Vô ông phát luôn không? Chưa. Chưa lãng mới. Đặng ăn lát hồi nấu canh. Canh. Ôi ôi. Còn quả trời xả ớt luôn rồi. Ôi. Quá rồi mày. Nó bụng nữa rồi trời. Còn cái dĩa không kìa. Thôi chừng quậy quậy xong rồi cái đòn ấp dưới luôn giờ. Mà công nhận cái con này hình dạng kỳ thủ ha. Ở ngoài thì nó có hai cái miếng nó ốp lại, ở trong cái nhìn hình dáng kỳ lạ thì trang chen chen luôn. Nó là chen chen mà. Chen chen thì không nổi. Tự nhiên nhìn tao cừ. Mình cứ nhìn giống mặt tao gì. Ừ. Ừ. Quá xá dĩa nè. Quá trời phân nửa rồi. Vô luôn nha. Phân nửa rồi. Thôi phân nửa đi. Chưa lẽ. Ôi. Rồi luôn. Mất lại con luôn. Trời ơi. Rồi, đây để nấu canh đi canh. Đây cũng nhiều lắm rồi đó. Cái chảo hơi bị nhiều luôn á. Quá xa. Trời. Rồi vô đồ nướng luôn. Vô đường cái đi. Đường. Ngọt. Ngọt. Cái đó. Ajinomoto được không? Được luôn. Em. Mắm nè. Được. Nước mắm. Muối nè. Xíu muối đi. Rồi muối rồi. Dạ. Xào xả ớt. Trời. Rồi xong rồi đó. Xong rồi đó. Kho xả ớt luôn. Xào kho. Miếng nước màu đi. Cho nó đẹp đẹp đi. Cái màu này nó hơi đó trắng màu, trắng đó lên màu xíu đi. Vô đi. Chạy được không? Chơi. Đó chạy chết liền á. Chết rồi. Rồi. Lá tay. Được rồi. Nào giờ là lên đẹp rồi đó. Cái này là kho luôn rồi. Kho luôn. Ừ, có nước màu thành kho rồi. Rồi, rồi kho luôn, kho chớ nha. Hết xả chớ rồi. Đến rồi, giờ cơm đến rồi. Thôi bây giờ mình ăn đi, khỏi nấu canh. Ly nước này thì Trang ăn luôn được rồi. Thôi đâu được. Sao dạ, được. Rau ăn sống hả? Lá cách là bỏ cái gì? Lá cách mình chấm vô đây mình ăn được rồi. Thôi, còn đây mình chan nước vô. Đâu. Giờ là xong hết trơn rồi. Cái dĩa này mày tính làm gì? Cái dĩa này hả? Ừ. Chấm ớt ăn. Chấm muối tiêu. Chấm muối tiêu hả? Rồi này đổ một cái tiêu chân nè. Ừ. Rồi nhắc xuống cái này quan trọng rồi nha. Rồi. Cầm cầm cầm. Rồi. Đồ lúng đâu? Có chân phóng. Rồi. Rồi. Rồi lên luôn. Lên chảo luôn. Lẩu. Nó không lên nồi nước. Lẩu chân chan. Cái nồi canh này hơi bị nhiều luôn á. Rồi. Chờ sôi cái bỏ lá cách vô nêm nếm cho lụm. Sôi. Ngọt. Nêm nếm vô trước nha. Canh nhiều mà. Coi đó. Hạt nêm. Đường. Đường thôi. Muối thôi. Nó ngọt rồi. Tại nước nó ngọt sẵn rồi, để vô nó cũng ngon. Rồi. Bỏ vậy vô luôn. Chân chan chứ. Chân chan. Cũng nhiều đấy, lắm. Cũng có dính đít rồi. Đít dính trên đầu đâu sợ mày. Vô vô dính luôn giờ rồi. Đó. Giờ sẽ bỏ rau vô luôn nha. Vô luôn. Phát một. Lụm ăn liền. Cái bụng quá rồi. Thì sẽ trộn lên luôn. Để cho nó nguội xuống là được. Nêm nếm lại cái nữa là xong. Nó thành một nồi lẩu lắm luôn, nồi canh. Nồi canh. Nhắc xuống rồi cả nhà. Giờ ăn tới đã quá rồi. Tới rồi. Cúng cái là mà cả nhà ăn chung liền. Ấy. Xuống 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 xuống. Đây. Đói bụng rồi đó. Đói bụng. Quất một chập ngay. Nhất cái lách liền. Đây. Đây là chen chen xào xả ớt. Trời ơi. Lộm hay gì cũng đó. Kho kho hay gì mà. Ừ kho xả ớt. Xào cũng vậy luôn hả?
xào mà bỏ thêm nước màu thành kho rồi. Mời cái này nha. Ui. Trắng canh này. Phải ngọt. Vô mấy rồi. Đó. Ơi, mở nhà nha. Ừ. Hấp dẫn ghê. Con này nó béo. Ui. Béo cực luôn á. Béo. Ừ. Ngọt. Ý là không bỏ tới mỡ nha. Mỡ bỏ con béo dữ nữa. Ừ. Trời ơi. Đã dữ ta. Ừ. Công sức chiều ba anh em mò quá trời mò. Mò lên số lượng quá trời nhiều luôn. Mở nhà nha. Mò quá rồi luôn. Nãy mà gặp là đem đi kho hết là chắc cao chảo lên luôn á. Ừ. Đây, muốn ấp chảo luôn á, để ấp chảo. Mà đem quá mũi. Ở khu này làm gì mũi ốc cục luôn nha. Đây là vườn cây rồi á. Ừ. Tính qua tới này bị cắn muốn chết à. Ăn thử con canh này. Bởi vậy không? Ừ. Ngọt dữ chưa? Ngon thiệt nha. Món canh với món mặn vậy là quá đã rồi. Nó cách giờ ăn trị bệnh nữa đó. Giờ này ăn canh nóng rồi ấm bụng lắm. Đã. Thôi luôn. Ông gì bằng luôn á. Ngon quá. Lâu lắm mà mới ăn lại nhân chen kho vậy nè. Thường ừ. là ăn hến có xả không à. Nhân chen. Hình như lâu lắm luôn á. Ừ. Đó có ăn kiệm. Còn mấy chân trang này hình như là cũng lâu rồi đó. Nó ăn con có ăn nữa mà con chích chít không. Chẳng cũng đâu được bự không. Hình như là cũng cỡ 5-70 năm rồi đó. 5-70 năm. Ừ. 5-70 năm trước là ta ăn dữ lắm mày. Rồi. Anh hai nhiêu tuổi? Không, cái thời đó là lúc mà nó là thời niên thiếu. 5-70 năm sau rồi nhìn ăn luôn. Thời đó còn sống ăn dữ lắm luôn. Trời chết hả? Thời còn sống ăn dữ lắm mày. Thời 50-60 năm trước. Giờ chết hả? Giờ mới tái sinh. Chuyển sinh. Chuyển sinh rồi. Như cái chuyện kiếm hiệp tu tiên. Ừ, tu tiên chuyện nữa. Giống chuyện cổ tích quá. Sao quá. Giống mê game Võ Lâm luôn. Câu chơi game nhiều quá lậm mà. Lậm mà. Qua đà, qua đà, qua đà, qua đà, đà. Au. Chơi 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 chơi. Nói chén, nói chén. Nói chén làm gì? Chơi nhầm luôn hả, chơi nhầm luôn hả? Chơi nhầm sá hả? Ừ, chơi chùm. Trời ơi. Chút nhiều vô đi, còn nhiều ra chút nữa đi. Phê phê phê. Ngon cực luôn á. Vô cả nhà. Mời cả nhà luôn nha. Quá tỏi rồi. Wow. Nó béo cực kỳ luôn á. Không biết tại sao nha. Vô. Nó xả cực kỳ thơm. Cũng còn xả không khoái lắm. Mời cả nhà nha. Mà con nào nó mập ghê luôn á. Mập quá nu luôn. Mày không có gì để chơi luôn. Ừ. Thật lại ngọt. Im thịt. Quá đã rồi. Trúng mánh luôn. Nên giờ ổng gầy cái gì cũng vô tình làm bí kíp ha. Làm là chân cuối không à. Ừ. Không biết đây có luôn. Hình như cái con này á. Nó ngọt hơn con dẹm cờ á. Nó béo nó dẹo ngọt hơn dẹm cờ thì nhiều luôn á. Nó lập lù à. Con này thấy cũng dễ, dễ bắt. Cái con nhỏ mà nó cũng mập không? Dẹm cờ ngoài mé sông hay là những cái xẻo mà nước nó chảy xiết á. Nó có một cái cờ nữa. Dài găng khúc rồi. Đang nó cắm xuống đất. Đừng có trôi đi á. Kiểu như cái mỏ nó vậy. Ừ. Cái mỏ neo vậy hả? Ừ. Có cách nó đã. Về bà. Quá tuyệt vời. Ăn cách nấu cái vậy mình có thứ gì đổi. Ăn gì không? Đã lùm phán cũng được. Ừ. Trời ừ. Hết hết đồ niêm đồ luôn. Có con khỉ á. Nghĩ sao là chơi chiên này là qua Tết luôn không cô nội. Hôm năm trời được có một cái Tết rồi không ăn Tết với cha mẹ chắc nuốt luôn á. Nguyên lắm ăn Tết. Niệm Tết luôn không? Ừ, tớ tính. Tớ tính. Tết. À. Thôi. Thôi tính như kiểu có tới 30 Tết rồi hả? Đồ niêm hay mấy kia.
không tồn cái rồng tết mình nghỉ cái rồng qua mình xin tồn lại. Đâu được, xin tồn cũng nghỉ tết nữa. Có nữa. Lịch theo lịch của gì? Lịch của mình á. Lịch Tây hả? Quá đã. Ngon quá. Quá sáng này bắt quá bắt. Nói nó nhiều mà gấp buộc hốt một thằng miếng chút xíu gần hết rồi. Quá trời luôn, có gì đã luôn. Ngon phải không? Ờ đã. Dùng canh nữa rồi. Công nhận canh nó bắt cực luôn á. Hơi ngọt. Mê canh nữa. Ngủ tới sáng rồi. Có thời nữa. Lo bụng rồi. Thì mấy giờ còn trời gì nữa không em? Mấy giờ trời gì nữa không? Giờ gì nữa? Trời ngủ. Trời giăng mùng. Ồ phê. Miếng canh nó ngọt ốc cục luôn á trời. Nãy là không có bỏ đường luôn á. Đã quá. Không bỏ miếng đường nào luôn. Tại chỉ có miếng bột ngọt với miếng hạt nêm thôi cả nhà. Ồ phê. Ngon. Quá đã. Thôi bây giờ mấy anh em sẽ ngồi gọng ra ăn cho thoải mái nha. Rồi chút xíu sẽ quay cả nhà cùng xem tiếp nha cả nhà. Tới giờ giống hệt người ta nói gì, căng da bụng là trùng da mắt liền. Mà ngủ quá đâu mà ngủ luôn rồi. Tới giờ quýu rồi. Tại vì ngâm nước quá trời lâu. Mắt mở muốn hết lên. Mẹ kia cũng ngủ rồi nó đã chứ. Đúng rồi. Với hiện tại giờ không biết sao nó gió quá gió. Thấy có nào mưa không ta? Mưa gió là mưa đó. Mưa hên xui nha. Ở trên đây thì không biết có chịu nước, chịu mưa được không biết nữa. Nếu mà có thì mình thử, mình test thử không chừng. Ha. Con ơi, mưa lạnh lắm à. Giống mình giờ hiện tại chuẩn bị vô xuân nữa sao ta. Chính đang ở trong mùa đông á, giống mình gần Tết đó, nó đang se lạnh á. Gió là lạnh mà. Mình dí vậy luôn, lạnh quá là lạnh luôn. Thôi bây giờ mấy anh em sẽ xin phép cả nhà đi ngủ nha. Rồi ngày mai sẽ tính tiếp ngày mai. Thôi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye.